là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì dạy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Thầy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đứng thường phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, và ngôi thứ hai đã xuống thế làm người thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là đứng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đứng phép tắc và lọc lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đứng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa con, Chúa là đấng chọn tốt, chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng đất con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn, chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phải ngợt cùng Chúa thì con lo buồn đau đớn, cùng chết hết mọi tội, con chân hết mọi sự, con dốc lòng chừa cãi. Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa diệt tội, cùng làm việc đền tội, cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ với mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ vô tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy hạnh phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ với mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn và tất cả muôn dân muôn nước. Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa, cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh, trên hết kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ, là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin. Một rủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần mẹ cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến, chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô, Chúa chúng ta. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính con mình, nhưng lại phó thác con vì tất cả chúng ta. Há người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chẳng lẽ là chính Chúa? Đấng đã làm nên công chính, ai sẽ kết án? Chẳng lẽ là Đức Giêsu Kitô? Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta. Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? Như có lời chép rằng, vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình, chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết. Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin quý anh chị chúng ta cùng đáp. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin cứu sống con trong lượng từ bi của Chúa. Xin cứu sống con bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu, bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quản quại. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa, để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa. Và lạy họ biết rằng Chúa đã làm nên những chuyện này. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ca ngợi Ngài ở giữa chúng nhân, vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn để cứu sống họ khỏi bọn người lên án. Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Alleluia, Alleluia. Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã soi lòng chi để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm tại Jerusalem có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng: Xin ông đi ra khỏi đây vì Herodê đang muốn giết ông. Người bảo họ: Các ngươi hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem,
ngươi đã giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến của ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, nhưng gà mẹ ấp ủ con dưới cánh mà các ngươi không chấp nhận, thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Lời của Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa các anh chị, trong đoạn phúc âm này, Chúa đã nói với người thầy siêu đến là hãy đi nói với con cáo ấy thế nào, hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, và ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai, ngày mốt tôi phải tiếp tục đi vì một ngôn sứ mà chết ngoài Jerusalem thì không hiểu được. Bởi vì người Do Thái lấy Jerusalem là một trung tâm của đạo, và tất cả các ngôn sứ của cựu ước cũng sai đến đều ở Jerusalem, và rồi hầu hết cũng đã bị chết vì nhiều người ngôn sứ đó đã không được chấp nhận điều họ kêu gọi, thống hối kêu gọi tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng người Do Thái đã từ chối và họ đã giết các ngôn sứ, các tiên tri, người thì bị ném đá, người thì bị chém đầu. Đức Giê-xu cũng đến và các môn đệ cũng coi Ngài như một ngôn sứ, nhưng sau đó Ngài đã tỏ cho họ biết Ngài là con đấng cứu thế, là con đấng, là đấng cứu thế, con Thiên Chúa. Và Ngài cũng biết rằng Herod là người muốn giữ quyền lực của người Do Thái, cho nên đã tiếp tay với ngoại bang và vẫn nằm dưới quyền thống trị của ngoại bang, và không muốn chấp nhận bất cứ một cái thế lực nào có thể làm hại đến cái địa vị của ông. Đức Giê-xu chính là người mà ông muốn tìm giết, bởi vì lúc bấy giờ người Do Thái đã coi Đức Giê-xu như là một vị vua, kế vị David, và họ đã tung hô Ngài, và hàng chục ngàn người đã theo Ngài. Đối với dân số Do Thái lúc bấy giờ mấy trăm ngàn người thì một chục ngàn người theo Ngài, đó là một con số, một tỷ lệ rất lớn, tương đương với tỷ lệ chừng vài chục triệu người của Việt Nam hiện nay mà đứng lên đối với cái chế độ độc tài đảm bảo. Thì lúc bấy giờ những người theo Chúa Kitô đã là một con số tỷ lệ rất cao, cho nên là Herod đã muốn tìm giết Ngài. Và mặc dù biết như thế nhưng Ngài vẫn chấp nhận cái chết, bởi vì con đường của Ngài đi là con đường thập tự, là con đường hẹp. Và chúng ta những người đã tin Ngài, cho nên chúng ta theo Thánh Phaolô nói không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Mặc dầu gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, và tất cả những người tín hữu trải qua bao nhiêu ngàn năm, hàng ngàn năm, đã có biết bao nhiêu người sẵn sàng đổ máu mình ra, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chấp nhận cái chết để giữ vững đức tin, để làm chứng cho đức tin. Và Thánh Phaolô cũng viết tiếp, cho dầu là sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma quỷ, hiện tại hay tương lai, bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ loại thụ tạo nào khác, cũng không có thể tách người tín hữu chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Chúa chúng ta. Trong cái niềm tin phó thác cho Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô, như Thánh Phaolô đã được mặc khải và đã nói cho chúng ta hôm nay,
bất cứ mọi gian truân khốn khổ đói khát hiểm nguy bắt bớ gươm giáo, thì xin cho tất cả những người tín hữu, những người chức sắc trong giáo hội Việt Nam không đi theo con đường nào khác ngoài con đường của Đức Kitô, bất chấp gian truân khốn khổ đói khát hiểm nguy bắt bớ gươm giáo thầy tu đạo. Cảm ơn quý vị. Anh chị em thân mến, nhờ phép dự nhân danh Đức Kitô, mọi người Kitô hữu chúng ta được đưa vào trong ánh sáng và trở nên sự sáng cho thế gian. Ý thức ơn kêu gọi làm con cái Chúa, chúng ta khiêm tốn dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa biết nỗ lực sống thánh thiện trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chân biết noi gương Đức Kitô, yêu thương, đón nhận mọi người và đưa dẫn họ đến gặp Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin cho các nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và cho chân lý cũng như tất cả đồng bào Việt Nam của chúng con luôn sống trung tín và tình yêu thương của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình mỗi một người chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Gioan Batista, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhân ngày giỗ bào đệ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cảnh, và tất cả các linh hồn mà chúng ta cầu nguyện cho hôm nay, xin Chúa thương đưa các linh hồn hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa thấu hiểu mỗi một tâm hồn chúng con, dù rằng những lời cầu xin chưa thốt nên lời, nhưng Chúa biết hết. Xin Ngài đoái thương và ban cho chúng con những điều chúng con nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, trong kế hoạch nhiệm màu, Chúa đã muốn cứu chuộc loài người. Xin đoái nhìn và lắng nghe chúng con kêu cầu nhân danh Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Con làm chi?
anh sang đời con, người ngài là chúa trong hy vọng, là đường để con thắng phải bước, là ngài đang chân gắn niềm vui, chọn lên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền bảo. Chân lý xin cho con biết vậy, cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chúa tràn hy vọng, là đường để con học vơi bước, lời ngài đang chất gắn niềm vui, chọn bền ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim gì ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài là chúa tràn hy vọng, là đường để con học vơi bước, lời ngài đang chất gắn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai. Chúa Giêsu, con thiên thần Chúa con ngự trong phép mình thánh.
con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chữ lấy Chúa con trong linh hồn con, song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chỉ Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ấm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì dạy chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Gioan Bautista, linh hồn Maria và các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho niên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Gioan Bautista và Maria cùng các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Gioan Bautista và Maria cùng các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Thank you.
tràn ra con nước cho ngươi. Nguyện xin Chúa hãy ghé thăm xem những linh hồn nôn nóng ngày đêm vẫn khát khao ngóng đợi Chúa đi. Từ trần gian xin Chúa nhận này. Chúa con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, chớ gì sống chết con, được giữ một lòng, kính mến Chúa luôn. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội, chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào? Thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chở che, chớ bỏ lời chúng con, nguyện trong cơn gian nan, thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con, cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lại rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, lại trái tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con, lại ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh cầu cho chúng con, các thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban phúc lành phòng ơn của Chúa đến anh chị em và gia đình anh chị em. Kính thưa hai cha Quang Trung và cha Sai Tình quê hương, cũng như là thân chào tất cả quý anh chị đang hiện diện trong diễn đàn liên mạng thế giới. Thưa hai cha và tất cả quý anh chị, hôm nay chúng ta có một buổi cầu nguyện nhớ đến vị cố tổng thống Ngô Đình Diệm mà chúng ta rất thương yêu, kính mến. Và Bắc Ninh nhớ là cái khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát chết, khi đó Bắc Ninh còn nhỏ lắm, đi học thì thấy người cha của Bắc Ninh ngồi rất là buồn và ông khóc. Trong đời Bắc Ninh chỉ thấy ông khóc có hai lần mà thôi. Thì Bắc Ninh mới hỏi mẹ Bắc Ninh và các anh các chị là chuyện gì xảy ra, thì đã được biết là ba bố của Bắc Ninh đã khóc vì quá thương tiếc một người tổng thống đạo đức có tài đã bị những kẻ ác giết chết. Và như quý anh chị đã biết đấy, từ ngày ông bị giết cho tới bây giờ, đất nước của chúng ta lâm chìm trong đau khổ và chiến tranh. Thưa hai cha và quý anh chị, với tâm tình của buổi cầu nguyện hôm nay cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn, chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta luôn nhớ tới các vị này trong những ngày của cuối tháng 10 cũng như là ngày mùng 2 tháng 11. Thì thứ ba tuần tới này là đúng vào ngày mùng 1 là lễ các thánh và mùng 2 là lễ cầu hồn. Tuy nhiên chúng ta có mỗi một tuần hai buổi thứ ba và thứ năm cũng như là chủ nhật cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta cũng như những người đã hy sinh cho đất nước của chúng ta. Cho nên Bắc Ninh xin kính mời hai cha cũng như là mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng hiệp ý, cùng cầu nguyện cho quê hương và cho những người đã có công rất nhiều và đã hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đó là cái ý cầu nguyện đặc biệt hôm nay cho linh hồn Gioan Batista Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Bắc Ninh cũng xin kính chúc hai cha luôn có những sức khỏe tốt và hướng dẫn những người Việt hải ngoại như những người của diễn đàn chúng con đây vững niềm tin và cố gắng làm được một điều gì đó dù nhỏ hay lớn cho đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được có thực sự có ấm no, có hạnh phúc, có tự do, có dân chủ và có nhân quyền. Và Bắc Ninh cũng xin cảm ơn xin con tim nghệ sĩ đã giúp mời kinh trong giờ vừa qua rất là sốt sáng. Bắc Ninh cảm ơn tất cả các anh các chị đã hiệp ý cầu nguyện qua lời hát câu kinh và những lời chia sẻ thật là sốt sáng trong giờ cầu nguyện vừa qua. Và Bắc Ninh xin kính chúc hai cha cũng như tất cả quý anh chị được một ngày an vui, hạnh phúc. Xin Chúa chúc lành cho tất cả hai cha và quý anh chị cũng như gia đình quý anh chị luôn luôn có được những niềm vui, hạnh phúc. Và nhất là xin cho chúng con, cho chúng ta luôn luôn biết thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, chúng ta giúp nhau thì công việc của chúng ta làm sẽ tốt đẹp hơn và tất cả những điều mà chúng ta làm sẽ đeo tới một cái kết quả thành công như chúng ta mong muốn. Và một lần nữa Bác Ninh xin chân thành kính cảm ơn hai cha và tất cả quý anh chị và kính chúc tất cả quý anh chị những cái giây phút kế tiếp đây thì chúng ta chuyển sang giờ sinh hoạt. Mời các bàn tay thân thương của quý anh chị giơ lên nhé. Và xin cho Bác Ninh thưa một tí, nếu mà các anh chị em óc
mà có những trở ngại gì xin cứ PM cho Bắc Ninh, Bắc Ninh sẽ điều chỉnh khi mà trở về. Cô anh chị cũng biết là Bắc Ninh để nick nhưng mà rất ít khi mà có chiếc máy, nên nếu có gì Bắc Ninh xin cho Bắc Ninh biết và Bắc Ninh sẽ cố gắng. Và bây giờ thì Bắc Ninh đã thấy hai bàn tay dễ thương đó là dẫu nó là ai và chỉ là giấc mơ. Giơ tay và Bắc Ninh mến mời, kính mời cha sanh tình quê hương, cha có đôi lời. Hôm nay con thấy cha bị té dữ quá, té lên té xuống là chắc cha bị u đầu rồi. Rồi Bắc Ninh cũng cảm ơn anh Chính Khi Việt và Bắc Ninh mong rằng anh Chính Khi Việt sẽ đến với diễn đàn đọc kinh vào những ngày hoặc là có những điều gì sinh hoạt chia sẻ thì mới mời anh, cũng như là những tài liệu để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ai cũng là chiến sĩ, ai cũng là chiến hữu cho một công cuộc mà chúng ta luôn luôn mong muốn, đó là quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như an ủi những người đã đấu tranh, đã dám lên tiếng được một phần nào sự đó là phấn khởi phải không ạ? Dẫu nó là ai vậy đó hả? Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị một lần nữa, và giờ cầu nguyện đọc kinh vừa qua của chúng ta cũng đã chấm dứt. Và mình cảm ơn anh Thần Đông cũng như là chỉ là giấc mơ dẫu nó là ai, liên khúc buồn hoa tím ngày xưa. Cha Quanh Trung và tất cả quý anh chị, xin con tìm nghệ sĩ Giang Ngọc, và nếu mà Bắc Ninh có thiếu ai thì xin thứ lỗi. Và cảm ơn một lần nữa rất là nhiều. Bây giờ chúng ta bước sang phần sinh hoạt với nhau vui vẻ nhé. Rồi bây giờ Bắc Ninh xin mời xích chỉ là giấc mơ cầm mic Bắc Ninh mến mời. Dạ, chỉ là giấc mơ mến chào hai cha, mến chào các anh chị. Cảm ơn anh Dậu Thó Là Ai nhé, đã nhường cho Chỉ Là Giấc Mơ lên hát trước. Chỉ Là Giấc Mơ xin gửi đến bài giọng cổ nhé. Mang cái thân mình nặng nề.
thiên chỉ một mình tình Chúa cao hoa, cũng bởi yêu thương người khiến mình trên thánh giá. Tôi trời u ám
đồng xấu hổ khóc gục đầu với mẹ, quyền mẹ hiền tha lỗi đời con. Tìm về bên Chúa quan nhân, một lòng thờ kính tình con chẳng sợ. Dạ vâng, giờ cầu kinh cho Tổng thống Ngô Đình Diệm được kết hợp với Room Diễn đàn Liên mạng Thế giới, cùng với sự hiện diện của hai vị linh mục ở trong Room, đã hết cái giờ chương trình cầu nguyện lần thứ 8, ngày thứ 8 của tuần Bát Nhật cầu nguyện cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn, ông Phan Quang Đông, ông Đại tá Hồ Tấn Quyền, ông Đại tá Lê Quang Tung và ông Đại tá Lê Quang Triệu. Nhân Việt xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị cũng đã hiệp thông với lại chờ hai room của chúng ta ngày hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em và kính chúc quý ông bà anh chị em một buổi tối hạnh phúc bên gia đình.